Đây, tôi đây. Alo, tôi đây. I'm here. Chờ xíu xe bài cái. Đâu rồi mấy ông, chờ xíu đi, tôi xe bài cái ai biểu mấy ông vô coi không, mấy ông không xe giùm tôi, giờ tôi xe thấy bà tôi luôn. Ai thương tình thì đi qua like và xe giùm cái nha, cảm ơn nhiều. Không phải ngày đầu khởi nghiệp mà cũng phải năn nỉ. Hello Trần Khải. Tôi đang tìm kiếm một cái áo tôi rất là thích, quay kinh hỷ kiếm cái áo đó cực kỳ thích, tôi bị gọi là bị cuồng á, cái áo nó đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Khi mà quay có rồi thì mình sẽ dùng cái hồng diệu thạch để mình nhuộm luôn. Tôi có một cái màu tôi cũng rất là thích ở cái áo đó, mà không biết anh bên kia Hường này có làm ăn được gì cho cuộc đời không. Nãy tôi mới đốt cũng được nửa chục ca mà nó không có ra. Quay kinh hỷ giờ này như dân tỉnh đi đâu hết trơn rồi nha. Kinh hỷ phải quay buổi chiều nó mới lên, quay buổi tối nó không có lên. Hello Nguyễn Minh Thiện, hôm nay mình sẽ chơi trò đốt Kim Nguyên Bảo nha. Quỷ Tuấn, Nam có bi ca hả? Chui vô đây. Mình sẽ dọn dọn rương để mình đi quay kinh hỷ. Đợt này chuyện tính đang tôi thấy cũng nhiều lắm, mà ạt lại đám cưới rồi tôi không dám cắt chim nó chứ chứ mà hở nó chưa đám cưới là tôi cắt rồi, cắt chuội luôn. Dễ gì chưa. Thảo Linh Châu đâu quá trời. Không, tối nay chủ nhật mình nhẹ nhàng mình kiếm áo thôi, tại còn 2 ngày nữa là hết kinh hỷ rồi. Bà con nào chưa tậu thì cố gắng tậu nha. Hello Hàng qua Hào Quang Sakura. Nhật Bản 11 giờ bà chị mới on hả? Tại vì chị mới lụm được Kim Nguyên Bảo. Quay nhé. Bây giờ mình quay nhé. Cái mục đích của mình ngày hôm nay là mình sẽ kiếm được 2 cái áo xương tiết long hồn này với 20k kim nguyên bảo, còn được hay không thì tôi cũng không biết luôn. Và cái mục tiêu tiếp theo là quay càng ít cái này thì càng tốt, chứ hồi chiều tôi quay có 6k tôi thấy ra được 6 cục rồi đó. Cảm ơn Phạm Duy. Sao Tuấn, âm thầm sao cưng, âm thầm cỡ nào thì địch nó cũng chửi cưng thôi, có gì đâu phải âm thầm. Chị để chị bia cho cưng luôn. Bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay mình sẽ làm sao để mình kiếm được 2 cái áo này, 2 cái áo xương tuyết long hồn. Áo này rất là đẹp cho mọi người. Hồi đợt nó ra phiên bản mới á là
Làm gì có ta, hình như là quay số có, quay vòng quay may mắn có, nhưng mà tôi không có quay được. Đợt đó tôi không có tiền để tôi quay cho nên tôi không có cái áo này, mà bên server tôi cũng không ai bán. Chuyển giới 6 lần cho vui hả, cắt chim ổng hoài ổng bực lắm. Phẫn nộ nha. Chị zoom lại xíu hả? Ok, tại vì cũng không có pk cho nên chị sẽ zoom lại gần. À, sẵn sẵn thì khoe với mọi người luôn, đây là cái áo tôi cũng mới lụm luôn. Áo này là áo mới lụm, áo này là áo cẩm y tý hỏa. Áo này không nhuộm được nha mọi người, nhưng mà mặc rất là phong trần, trạc nữ mà cũng rất là đẹp. Để tôi kiếm con vợ tôi ơi, tôi rủ nó qua đây tôi show cho mọi người coi. Cái này thì phải hiện hiệu ứng lên thì mọi người mới thấy được thời trang, chứ không hiện thì không ấy. À, ok, bắt đầu chương trình đốt tiền, bắt đầu đây. Ủa Dương đâu có chơi Võ Lâm bao giờ đâu Huỳnh Điệp. Võ Lâm là ở bên, cũng có một cái group với anh chị riêng ở bên Võ Lâm, nó like riêng nha mọi người. Ôi cảm ơn Trần Khải rất là nhiều. Chuyển giới 6 lần cho vui hả? Chuyển kiểu đó không khóc chết. Vợ ơi qua đây anh Bảo. Trời vãi, hình ảnh bất ly lại luôn chứ. Đây, có con bé vô. Dương ơi hát đi hả? Đang có 93 người coi Dương hát một cái còn 3 người luôn á. Đây, đây là bộ đồ cặp mà hôm bữa cái lúc mà để Dương nhớ coi, à mở trứng thì sẽ ra được bộ này, và Dương cũng có mở, Dương mở hết 20k và nó cũng không ra. Mọi người có nhớ cái Dương nhớ là Dương có like á, Dương có một cái like nè là giống vậy. Đây cũng là bộ cẩm y tý hỏa của nữ mặc, rất là đẹp, so cute. Cho nên là anh chị nào bên Đại Thế Giới 2 mà thích thì cứ tiệm tậu đi nha. Vô giờ mình kiếm áo nha, tập trung kiếm áo nha, không có chuyện tính đan gì nha, không có chuyện tính đan nha, không có chuyện tính đan nha, niệm chú không có chuyện tính đan nha, không có chuyện tính đan nha, không có chuyện tính đan nha. 2 cục rồi, 3 cục. What the hell, gần chục ca áo tôi. Ấy yes, đúng là chồng thiệt chứ, chồng dạy thì đố có sai. Kêu là auto quay và không cần biết chuyện gì thì cuối cùng nó cũng ra áo. Chưa được đâu, tôi nhớ 7k, 7k cộng với 6k của tôi hồi chiều là 13k. Quay rồi đó, quay rồi đó, vô quay tay rồi đó, quay tay có kết quả rồi đó. Trời, vô mặt bikini hơi bị đẹp luôn á. Có cái là cái vòng ngọc nó hơi nhỏ xí thôi. Rồi ha, bây giờ là được hai cái thôi, giao dịch cho hạt này đi. Chứ để một cái ở trong hạt nó không có hên. Một nhấp của chị là 250 kim. Và chị chỉ có được chị chỉ được xài là trong vòng là 20k Kim Nguyên Bảo. Ủa vậy nãy giờ là cái hạt này xài chưa được 11k nữa hả? Ghê vậy. Tiếp 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 tiếp. Đây, nữ mặc nè. Trời sao mặc luôn rồi, nãy định định nhuộm xong rồi mới 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 ấy. Biết vậy nãy về nhuộm rồi. Tiếp nha. Tiếp 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 tiếp. Mình sẽ kiếm thêm một cái áo nữa nha. Ừ, cái áo này á, hồi lúc trước là nó có ra cái đợt mà gọi là cái đợt đợt gì ta? Đợt ra phiên bản mới á, có nè, Dương thích tại vì Dương thích xăm nè, Dương thích rất là thích hình xăm. Nhưng mà biết sao không? Mỗi cái là Dương sợ đau, cho nên là Dương không có dám xăm. Mà cái áo này nữ mặc là nhìn cái đùi là đẹp không? Chân dài miên man liền, đùi xăm liền, nhìn nó hoành tráng liền. Còn hở như ai vậy, ai phẫn nộ nhiều vậy? Ồ, rồi tôi biết cái người phẫn nộ rồi đó. Tôi thấy mi phan là tôi biết con phẫn nộ là ai rồi đó.
Bây giờ là mình vãi thiệt rồi, giờ thả phẫn nộ luôn chứ. Hai người rủ nhau vô đây vậy hả? Hai vợ chồng đi ra chỗ khác đi, đi ra chỗ khác chơi. Vãi. Một người đã tìm sao bằng hai người phẫn nộ. Kiếm cái nữa nha. Tội nghiệp dễ sợ luôn. Một mình sao đấu lại hai cái con quái vật kia. Tiếp nha, tôi sẽ kiếm thêm một cái áo nữa. Ủa nó ra cái gì nhiều lắm nè. Áo đâu? Rồi chuyển tính đang một đống luôn. Ê cái trò này hết linh rồi nè. Thôi nghỉ nghỉ nghỉ. Đi 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 đổi map cái. Chuyển map cái vòng về cái. Trời đất ơi cái gì vậy? Hồi nãy quay 7K ra có 3 cục, bữa nay quay 3K ra thêm 3 cục nữa. Đấu sinh đâu. Chị đang tiếp nè. Trời bạn hên quá vậy. Vương đang ở server Gia Long 7. Sao bạn quay 500k, 500 kim nguyên bảo là ra được áo vậy? Mình nó hả, mình quay nãy chiều giờ chắc cũng 20k rồi đó mà nó chưa ra áo. Trời ơi là trời, hai vợ chồng kia để yên cho tôi làm việc coi, làm cái gì vậy không biết nữa hà. Vô Pika kìa, rảnh rỗi quá xin ông nổi hà. Đó. Còn 10k, Impossible 10k nè, 10k ra nè. 10 canh nè. 10k ra thêm cái áo nữa nè. Sam với ngạo đam ai to hơn hả? Chắc là đam Sam to hơn. Quay cái nữa nha, ra cái nữa mình lấy hồng diệu thạch mình đi nhuộm nha. Cái anh bên kia hường này là có một cái lời nguyền là nhuộm bất cứ một cái áo nào nó cũng sẽ ra cái màu hường đầu tiên. Và cái áo này nó cũng có màu hường. Cho nên là chị cũng mong muốn là chị không biết là có em nào đã phá bỏ cái lời nguyền này được chưa. Tôi sợ lắm. Ê, chuyển tính đan nữa kìa, cái what the hell gì, chuyển tính đan với linh tụ thạch không vậy, đâu có xin đâu. Ui sai sai rồi em ơi, sai sai rồi, sai lắm rồi, không có xin hai cái này. Áo đi, áo nè, áo nè, hồng diệu thạch nè, áo nè, áo nè, áo đâu, không có xin lên tụ thạch mà đừng có cho nữa, cho hai cái rác đó không là bực bội à. Áo má này chứ, mày biến chỗ khác đi mi, tự nhiên từ ngày mày xuất hiện là không có cái áo nè, đi ra chỗ khác đi. Áo đâu, trời ơi thiệt chứ, cảm thấy nó sai sai rồi, sai rồi, sai rồi. Thiệt chứ, gần hết tiền rồi. Hello anh Hồ Công Lâm. Trời đất ơi áo đâu. Rồi giờ còn 3K là nhấp liên tục rồi nha. Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra luôn nha. Tôi bực bội quá à, không ra áo. Hay giờ sao ta? Có cách nào cho ra áo liền luôn không? Đệt. Gì vậy? Quay KS hả? Chuyện ngày khác quay hả? Tại đang muốn cho hạt này xài kim. Lia lịa đi hả? Ok, giờ lia lịa đi nha. Mình còn 3K nữa, mình sẽ làm lia lịa đi nha. Bây giờ không có coi nữa, coi nó hồi hộp lắm. Chừng nào mà biết mà đầy rương là biết là chuyện tính đang ở đầy rương rồi đó. 250 là 1K là 4 lần, 3K là 12 lần đúng không? Nhấp 12, 13 lần nữa là hết đúng không? Qua Phụng Minh Trấn sao quay? Ồ, trời ơi trời ơi trời ơi, qua Phụng Minh Chấn sao quay. Nói nghe nè, cái em này đứng đây xui nè, để lôi đi ra chỗ khác coi. Mặc đồ gì hở hang quá à, đứng đó không có hên gì hết á. Đi ra chỗ khác đứng đi bé. Để anh quay xong có áo anh cho em nữa.
Trời ơi coi kìa, auto bay dèo dèo luôn. Hai người kia rảnh lắm. Đó, đứng đây đi nha, đừng có nhúc nhích nha. Để anh làm việc. Bây giờ làm sao? Bây giờ là ông nào tôi kêu qua Phụng Minh Chấn đâu, qua Phụng Minh Chấn làm lại đúng không? Qua Phụng Minh Chấn xong rồi qua lại đúng không? Giờ đổi qua Phụng Minh Chấn. Rồi ok. Giờ tôi qua Phụng Minh Chấn xong tôi qua lại nha. Đó. Giờ tôi đi về lại nè. À, có cần phải đi 8 vòng 9 vòng gì không? Tôi con gái là tôi đi 9 vòng đúng không? Nhưng mà chạc nam mình đi 7 vòng thôi đúng không? Mình chạy vòng tròn 7 vòng cái mình qua mình mở tiếp nha. Coi như xả xuôi ha. Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Rồi xả xuôi xong rồi đó. Hai người kia mắc mớ gì ngạc nhiên dữ vậy? Rồi vô. 13 cái nhấp nữa nha. Nhấp 13 cái nữa là ra đó nha. Em đi mày. Đâu rồi? Đi 85 vòng. 85 vòng đi xong chóng mặt xỉu luôn khỏi quay. Rồi, vô. Rảnh mà, đang rảnh mà, rảnh mấy anh game nè. Chị kiếm cái bát hương đốt ba cây khấn hả? Thật ra là chị đang ngồi kế bàn ông thần tài ông địa nè, cho nên là chị muốn là cũng được thôi. Bây giờ nhấp 13 cái nữa nha, 13 cái nhấp nữa, ra không ra thì tùy thôi nha. 13 cái nhấp nữa không ra là nghỉ không chơi nữa. 7 vòng 7 cái chuyện tính đàn vãi thiệt chứ. Mấy ông nội này toàn là sinh ra chuyện tính đàn không vậy. 13 nha, 13 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. What the fuck? Áo từ đâu? Áo từ đâu? Tôi buồn quá à, áo tôi đâu? Chó mì, chị quay không ra là tại mày, chó mì. Giờ sao ta? Quay 5K nữa nha, xin 5K nữa nha. 5K nữa coi ra không nha. Thì chứ nhìn cái dàn chỉ tính đang là muốn chửi thề dễ sợ. Áo đâu rồi? Thiệt chứ. Xui gì mà xui. Áo đi. Áo đi. Áo đi mà. Áo đi. Áo. 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 Trời ơi, đọc thần chú vậy luôn mà không cho ra kìa. Vãi cái linh tụ thạch cho chi nhiều vậy? Áo mà. Thề chứ. Cho cái áo đi. Áo đi. Quay đi em, thay mặt ảnh cho 10K hả? Khô báo luôn hả? Cho tôi ra cái áo đi mà. Xin một cái nữa thôi mà. Xin một cái nữa thôi mà. Hội làm liên tục luôn, không ra là không ra. Hơn 5K rồi. Thôi mệt, nghỉ. Nghỉ phải. Nó
Thề chứ. Có cái quần rồi kìa chị hả? Chị kiếm áo chứ chị đâu có kiếm quần đâu. Thôi bây giờ là vô cái ạc hồi nãy đi, nhuộm nhuộm cái áo mới quay nha. Chị tính đang thì dục bớt đi, bực bội à. Quá trời nhiều rồi, quá trời nhiều chuyện tính đang rồi. 5 phát nữa ra hả? Còn lâu mới ra thì đi nhuộm áo nè. Đi nhuộm áo không cần biết chuyện gì ra sẽ ra. Mình sẽ đi nhuộm áo. Ừ đúng rồi, cảm ơn hai đứa. Hai đứa đi du hí tiếp đi, chụp nhau tiếp đi, tha chị đi, đừng ám chị nữa. Buồn, quay 25k ra có cái áo à. Mà tôi chưa tính không phải là 25k không đâu nha, nhiều lắm á. Hồi chiều tôi quay 6k nữa, tính ra 31k tôi được có một cái áo một rồi, 35k á chứ. Gửi địa chỉ em ship cho hả? Phải trưởng. Mình đi nhuộm áo nha bà con, mình đi nhuộm cái áo hồi nãy mà Dương 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 quay ra. Ủa sao kêu, chị kêu nó đi chịch thôi mà nó làm gì nó phẫn nộ ghê vậy? Đi xin gió mua đôi dép gì cho chị đó, mày mà không mua đôi dép về chị chấn cái đôi dép của mày đó con. Về lôi đài solo hả? Ạt ạt on nó cùi còn hơn cái chữ cùi nó đánh ai, chỉ có thích chơi thời trang thôi. Mà tôi bk trình bk của tôi thì ai cũng biết là nó pro tới mức nào rồi, cho nên là không có cần phải lôi đài đâu. Ai ai từng coi livestream của tôi cũng biết tôi bk hay hết đó. À, câm họng đi mi, câm lại đi mi, đừng nói gì nữa đó. À, ngồi chù không à, sao lên nổi, bạn bè mắt tốt luôn. Đi nhuộm áo, đi nhuộm áo, nhuộm cái áo này nè, cái áo mà mới 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 tậu nè. Đây mình sẽ đi nhuộm cái áo xương tuyết long hồn này. Đầu tiên là mình sẽ lấy hồng diệu thạch cố định, rồi mình qua thương hội mình lấy hồng diệu thạch không cố định để mình nhuộm. Thì đừng có đánh nữa, đừng có đánh chữ nữa, chị không có mượn. Chúc bạn ra màu tím hả? Thật sự cái áo này á, Dương thích là Dương thích màu hồng nhạt của nó, chứ Dương không thích màu tím. Mà thật ra áo này nếu như mà có điều kiện, nhà có điều kiện á, là tậu cho một chục cái, à không, 9 cái thôi, mỗi cái một màu là hợp lý. Sao không qua Đại Thế Giới 2 PK chị Dương hả? Đại Thế Giới 2 giờ đâu có PK đâu, PK theo server mà. Không có nến, Đại Thế Giới không có PK nhiều đâu. Vô. Bây giờ mình sẽ đi nhuộm áo nha. Tính đồ thời trang đâu rồi? Những con người mê làm đẹp đâu rồi? Em đoán không nhầm chị My khoảng 80 cân hơn hả? Thật ra thì 80 cân thôi chứ cân không có hơn đâu. Không mà giờ chắc nó hơn rồi đó. Cảm ơn bạn Long Khánh. Rồi con My nó lặn rồi. Đây mình sẽ nhuộm máu, mình sẽ nhuộm máu xương tuyết long hồn. Bây giờ mình sẽ nhuộm 5 cái trước nha, không ra thì mình sẽ lấy tiếp. Đây cái áo này nè, tôi sẽ cho các bạn coi những cái màu mà Dương thích. Màu này cũng đẹp nè, đúng không? Thật ra ba cái màu hiếm thì chị không thích màu nào hết, đúng nghĩa là không thích màu nào hết.
Cái màu tím này cũng không đẹp lắm. Cái mà chị thích nè, đây, cái màu chị thích là màu đây, màu hồng nhạt. Màu này là chị thích nhất. Màu cam hay màu ấy, màu đen hay màu xanh gì cũng đẹp. Nói chung nếu như mà có tiền á, là có tiền mà sắm cái áo này á, thì sắm là 1 2 3 4 không. 1 2 3 4 5, 5 cái, mỗi cái màu là hợp lý. Màu đỏ đẹp không? Cuối cùng mới cũng chịu bon Nga mi để người khác yên tâm. Trời. Thiệt chứ. Chị Pika là mắt hay luôn, cưng nói vậy là giống như là họ đang sỉ nhục cái trình Pika của chị. Ồ, cái bạn này đứng nhìn đứng đúng đẹp gái luôn hả? Làm nguyên con cá che mình luôn, phải đạn thiệt chứ. Còn chỗ nào đứng khác đẹp hơn không? Trời, có 315k chứ nhiêu đâu hà. Trời ơi, không nghe quen cái luôn kìa. Có rồi, stop. Dừng lại, có áo rồi. Nói thiệt chứ đúng luôn, đổi tay quay là hên liền. Chờ tôi xíu, tôi lấy đồ cái. Đây. Rồi, thôi vui rồi, có thêm cái nữa là vui rồi. Giờ mình sẽ đi nhuộm áo. A hi hi. Nhuộm áo. Nhuộm áo. Nhuộm ra màu hồng nha. Màu này thì chắc dễ ra chứ không có khó. Nhuộm ra màu hồng nha. Màu hồng. Màu hồng của tôi đâu? Để coi coi đẹp không. Màu này đẹp mà mọi người đúng không? Hồi nãy quay sát quá thấy cái hình xăm nè. Đó, đẹp không? Thấy hình xăm đẹp không? Áo này được không? Màu này được không? Chị vào shop mua quả mấy ủi ủi hết đi, che hết luôn rồi. Chị có che gì đâu. Hello anh quý. Bây giờ nhuộm ra màu hồng nha. Nhuộm ra màu hồng. Ảnh. Má thề chứ, tôi mà nhuộm ra màu hồng. Ủa đâu rồi, ủa cái nhân vật tôi nó đi đâu mất tiêu luôn rồi. Đây. Ừ, màu hồng phấn đẹp mà. Là đâu, chị dẹt nó qua một bên hết rồi. Giờ chị đứng có một mình nè. Chị xinh, chị đứng một mình nó cũng xinh nè. Ỉn. Trời, tôi đâu có thích cái màu này đâu. Ơ mà màu này nhìn với cái màu tóc này cũng hợp ghê nha. Nhưng mà thích màu hồng hơn. Màu này đẹp đúng không? Nhưng mà thích màu hồng hơn, không thích màu này đâu. Ước gì có thêm cái áo nữa thì sẽ để cái áo màu này và nhuộm cái áo khác màu hồng. Rồi bây giờ tôi mới nhớ là tôi sắp hái ra rồi nè. Đỉnh cao luôn. Đẹp không? Đẹp không? Nè. Đây. Đẹp không mọi người? Cảm giác, cảm giác.
Trời, xong mà tôi cứ zoom là cái nó đi vô tới trong đó thì tôi không biết nữa hà, zoom tới đây thôi hà. Đây đó, thấy làm sao đẹp liền. Đây là cái tủ thời trang của tôi và tôi cảm giác nó đã full rồi, không biết là bằng một cách nào đó nó đã full rồi. Tôi sẽ khoe cho mọi người hai bộ thời trang tôi mới tậu, là tôi cũng đang rất là thích hai cái bộ này. Đây là cái bộ Vân Mộng Tinh Thần, mọi người có cảm thấy là khi mà tôi mặc bộ này tôi rất là giống cô dâu không? Coi hộp áo này màu nào đẹp vậy, áo này màu nào đẹp vậy hả? Áo này thì màu hồng phấn là đẹp nhất mà. Nè chị cho coi lại nè, đây đây là cái áo này nè, thì cho coi nè, coi từng màu nè, đầu tiên là coi những màu hiếm nhất nha. Có ai thấy màu này đẹp không, chứ tôi không thấy nó đẹp chỗ nào á. Đây. Đầu cái áo này thì mọi người thích màu nào nhất? Bây giờ chạc nam nha, chạc nam mặc cái nào thì đẹp nhất? Chị thay tóc coi tóc nào nó cao cao lên tới để tóc kia yểu điệu mà qua chị ạ. Hả, tóc cao cao hả? Chị thích cái kiểu tóc kia kìa, nhưng mà nó không có cái gì vậy, sao quẹt quá không được. Cái tóc này được không? Mệt ghê nha, đứng cái kiểu gì mà ta nói họ muốn chửi thề luôn á. Trời ơi, coi kìa, coi mẻ kìa, lạng qua lạng lại lạng, mà thấy không mình không biết nói sao luôn á. Tóc này đẹp không? Ủa Lê Thành, ông ở server nào mà ông bán được cho tôi? Lam Vân đuôi ngựa hả? Mới hợp với chị thì chị không thấy như vậy. Nãy giờ đang nói là để đổi kiểu tóc mà đúng không? Kiểu này cũng đẹp mà đúng không? Lam Vân thì chị không có, chị không có cái Lam Vân. Bà già nó sao đứng đây nhiều quá vậy? Thôi mình đi ra chỗ khác đi. Chị không có cái Lam Vân, để chị đổi coi.
Hello Tuấn Ben. Sốt chết về chiên cá luôn hả? Nó cứ sàn qua sàn lại mà nó cứ đi ngay mặt mình không vậy, có duyên dễ sợ luôn á. Nè, cái này được không? Đây, màu này được không? Chị mới vừa nghe một tin chả thấy vui miếng nào á, nghe xong đau tim hết nói chuyện nổi luôn. Ủa vậy hả? Ông chơi hạt nào? Tôi có áo rồi nên tôi không mua nữa. Màu nâu hả? Màu nâu đẹp không? Chị thấy màu nâu nó không hợp với màu này cho lắm. Thôi Dương up stream nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Quay số ra rồi, quay số ra áo rồi, cũng có nhuộm được cái màu mình yêu thích rồi. Hẹn mọi người ngày mai livestream tiếp nha. Bye bye. Để coi coi một hồi coi có gì like không thì like, không thì thôi ha. Bye bye nha. Bye bye, ngủ ngon.